không khí bóng đá ngày càng tăng nhiệt tại thủ đô Doha, Qatar. Cụ thể, dễ dàng bắt gặp các quầy bán hàng lưu niệm World Cup ở khắp nơi, từ trong siêu thị, dưới nhà ga metro cho đến khu phố cổ, nhằm đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích bóng đá. Tại các quầy bán đồ lưu niệm World Cup mà chúng tôi ghé qua, các mặt hàng liên quan đến FIFA World Cup hay Qatar 2022 có khá nhiều mẫu mã và chủng loại đa dạng. Có vẻ người Qatar thích biểu tượng cúp vàng FIFA, nên mùa World Cup này, mô hình cúp vàng có đủ mọi kích cỡ, chất liệu, thu hút đông đảo khách đến mua. Một mô hình cúp vàng tuyệt đẹp cao 10cm được hãng Wagon đúc bằng kim loại với bản quyền chính thức từ FIFA có giá lên tới 4 triệu đồng. World Cup là sự kiện quy mô chưa từng có tại Qatar và các mặt hàng lưu niệm góp phần mang đến sắc màu rực rỡ cho giải đấu, bên cạnh niềm vui không nhỏ cho các cổ động viên, người sưu tập bóng đá. Đặc biệt, hàng lưu niệm ở giải đấu này thể hiện sự hòa trộn thú vị giữa văn hóa Ả Rập, Hồi giáo và bóng đá là dấu ấn mới lạ của giải đấu World Cup 2022.